chúng ta xem xét một cái dãy số khá thú vị bởi vì nó phức tạp, đồng thời chúng ta có những cái ý tưởng thú vị để giải quyết nó ha. Thì cái bài dãy số này được xuất hiện trong nhiều cái kỳ thi, chẳng hạn như kỳ thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của Đồng Nai năm 2016 nè, thì thi học sinh giỏi của Hưng Yên năm 2011 2012 nè. Ở đây mình sẽ xem xét con A là số thực dương nha. Ta dạ, trả lời một câu trả lời khá tổng quát với A dương. Chúng ta quan tâm đến cái dãy số này nó hội tụ hay phân kỳ ha. Dãy n được xác định như sau: x1 bằng a và xn cộng 1 bằng xn cộng n bình phương trên cho n bình phương. Thì ta khảo sát sự hội tụ của dãy số này tùy theo a dương. Thì trong trường hợp a mà lớn bằng 1 thì ta dễ dàng thấy được dãy này phân kỳ ha. Khi a lớn bằng 1 ta dễ dàng chứng minh được xn luôn lớn bằng n này. Chúng ta dùng quy nạp ha, với mọi n lớn bằng 1. Quy nạp. Ta dễ dàng thấy x1 bằng a lớn bằng 1 này, xn cộng 1 dễ dàng thấy nó lớn bằng n cộng 1 với khi mình ta có xn lớn bằng n ha. Thì từ đó ta sẽ suy ra được dãy xn phân kỳ này. Như vậy trong cái trường hợp đầu tiên a lớn bằng 1 thì ta có được câu trả lời một cách nhanh chóng ha. Còn trong trường hợp còn lại là a thuộc vào cái khoảng 0 1 ha. Thì nó hơi phức tạp hơn một chút. Trong đây chúng ta cần có một ý tưởng rất là thú vị sau. Chúng ta dễ dàng thấy được rằng dãy xn là dãy tăng nè. Ta thấy xn luôn lớn 0 nè, với mọi n lớn bằng 1 nè. Đồng thời chúng ta có xn cộng 1 nè, lớn hơn xn nè, với mọi n lớn bằng 1 nè. Vậy dãy số chúng ta là dãy tăng ha. Vậy chúng ta để kiểm tra cái sự hội tụ của dãy này, chúng ta chỉ cần kiểm tra cái tính bị chặn của nó thôi. Từ đó chúng ta sẽ dẫn đến điều sau. Suy ra xn cộng 1 nè thì nó lớn hơn hẳn xn cộng cho, chính xác là nhỏ hơn nha. Nhỏ hơn xn cộng cho xn nhân cho xn cộng 1 trên n bình phương. Với mọi n lớn bằng 1. Ta tiến hành chia hai vế cho xn nhân xn cộng 1, ta suy ra được 1 phần xn nhỏ hơn 1 phần xn cộng 1 cộng 1 phần n bình phương với mọi n lớn bằng 1. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được 1 phần xn nè trừ 1 phần xn cộng 1 nhỏ bằng 1 phần n bình phương nhỏ hẳn luôn. Và nó nhỏ hơn 1 phần n nhân n trừ 1 bằng 1 phần n trừ 1 trừ 1 phần n với mọi n lớn bằng 2 ha. Từ đây chúng ta xét với n lớn bằng n lớn hẳn n lớn ha. Trong đó n lớn nó bằng phần nguyên của 1 phần a 1 trừ a cộng 1. Tại sao ta chọn con số này thì lát nữa chúng ta lý giải sau ha. Ta có 1 phần xk này trừ 1 phần xk cộng 1 nhỏ hơn 1 phần k trừ 1 trừ 1 phần k với mọi k lớn bằng 2 nha. Thật ra chúng ta lấy k lớn bằng n luôn, n lớn nè. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được tổng k chạy từ n lớn đến n nhỏ 1 phần xk trừ 1 phần xk cộng 1 nhỏ bằng nhỏ hẳn luôn đó. Tổng k chạy từ n lớn đến n nhỏ 1 phần k trừ 1 trừ 1 phần k. Thì các cái tổng này là tổng sai phân ha. Do đó chúng ta có được cái tổng bên trái nè thì bằng 1 phần xn
trừ một phần x n nhỏ cộng 1 này. Nhỏ hơn một phần n lớn trừ 1 này. Trừ cho một phần n. Và hiển nhiên nó nhỏ hơn một phần n trừ 1 với mọi n lớn bằng lớn hẳn n lớn. Viết ngay ngay là chút ha. Một phần n trừ 1 với mọi n lớn n lớn. À, từ đó chúng ta sẽ suy ra được một phần ít n cộng 1 nó lớn hơn hẳn một phần n lớn trừ 1 trừ một phần ít n lớn với mọi n lớn. À, thì để chúng ta tìm ra được cái tính bị chặn, cụ thể là chỉ ra được rằng giải ít n bị chặn trên đó, thì chúng ta đòi hỏi cái con số này phải là con số dương. Cái mong muốn chúng ta có được con số này dương nè. À, cái mục tiêu này sẽ dẫn đến chúng ta cần đòi hỏi là xn nè. Mình kiểm tra lại ha, mình ghi nhầm lẫn nha. Viết ngược lại mới đúng. Một phần xn trừ một phần n trừ 1. Điều này muốn có được thì chúng ta phải có được là xn nè. Nó nhỏ hơn n trừ 1 nè. Ta chọn n lớn sao cho cái điều này đúng ha. Thì chúng ta lưu ý rằng chúng ta có điều sau. Vì ta có thể dễ thấy được chứng minh được là xn luôn nhỏ bằng na nè. Với mọi n lớn bằng 1 nè. Và chúng ta lưu ý rằng a của ta vì a thuộc khoảng 0,1 và a thuộc khoảng 0,1 nên chúng ta có được khi n đủ lớn ha thì chúng ta sẽ có được na nè nó nhỏ hơn n trừ 1 nè với mọi n lớn bằng 1 trên cho 1 trừ a. Chính điều này chúng ta dẫn đến là chúng ta chọn n lớn đó, nó chính là phần nguyên của 1 trên 1 trừ a cộng 1 ha. Do đó chúng ta có ít n lớn nè, nhỏ bằng n lớn nhân a nè và nhỏ hơn n lớn trừ 1 nè. À, vì n lớn nó bằng phần nguyên của 1 trên 1 trừ a cộng 1. Hiển nhiên nó lớn hơn bằng lớn hẳn luôn không? Kiểm tra ha. Để thận trọng chúng ta cộng 2 đi ha. Thay vì cộng 1 chúng ta cộng 2. Đó, cộng 2. Đây sửa thành cộng 2 luôn. Thì hiển nhiên nó lớn hơn hẳn à, 1 phần A trừ 1. 1 trừ A nha. 1 phần 1 trừ A. Đó. Rồi. Bằng cách này chúng ta sẽ suy ra được từ cái đánh giá bên trên là một phần xn cộng 1 lớn hơn cái đóng này. Chúng ta sẽ dẫn đến xn nè cộng 1 nè. Nó nhỏ hơn nghịch đảo của cái đóng này. Một phần xn lớn trừ cho một phần n lớn trừ 1. Với mọi n lớn bằng n lớn. Các bạn ta suy ra được giải xn bị chặn ha. Suy ra được xn nè. Nó nhỏ bằng m lớn. Với m lớn được định nghĩa bằng giá trị lớn nhất của những con ít y y chạy từ 1 đến n lớn và cái con số 1 trên 1 phần ít n lớn trừ 1 phần n lớn trừ 1. À, trong đó y nó chạy từ 1 đến n lớn. Đây là một số thật ha. Với mọi n lớn bằng 1. Như vậy giải xn là một cái giải tăng đồng thời nó bị chặn ha. Số 1 chính là giải xn là giải tăng, số 2 là giải xn bị chặn trên ta dẫn đến theo định lý của Eochaid ta có giải xn hội tụ.
Như vậy khi A lớn hơn 1 thì giải phân kỳ, khi A thuộc khoảng 0,1 thì giải hội tụ ha. Ở đây mình đưa ra một cái lý luận theo cái kiểu suy luận ngược để chúng ta có một cái lời giải tự nhiên thay vì trình bày xuôi khi chúng ta đã có sẵn ý tưởng ha. Vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài toán khá thú vị này. Các bạn có thể xem xét giải quyết những cái ý còn lại như là bài tập ha. À, chúng ta dùng cái tính tăng của giải mà chúng ta có đánh giá này nha. XN bình phương thì nhỏ hơn XN những XN cộng 1 nè. Chia 3 hai vế cho XN những XN cộng 1, chúng ta có được điều này. Đánh giá 1 phần N bình phương nhỏ hơn 1 phần N những N trừ 1 nè. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây.